Xin kính chào toàn thể anh em chiến hữu gần xa và tất cả những anh em đồng nghiệp ha. Tiếp theo những video và những con máy trước nha anh em. Lập này hôm nay cũng lên video và tiếp tục trả hàng cho anh em kích thủ tiếp theo bên em ha. Tại hôm nay xin trả hai đơn hàng là cho hai anh em chiến hữu tiếp theo bên em ha. Là trả hai đơn hàng là hai con máy kích cá điện tử 8 phép DB3 huyền thoại bên em. Là dòng này là chuyên đánh tổng hợp tất cả các mặt cá, thì nó là lòng máy đánh tầm trung nha anh em ha. Thì máy này xin trả hàng cho anh em ở Đồng Nai và anh em ở Kiên Giang ha. Thì cái này là đánh tầm trung, tất nhiên là đánh tổng hợp cá và đánh tầm trung, tất nhiên là nó đánh được cái như là cái mực nước anh em. Tầm trung là ví dụ anh em có thể đi bộ đi thuyền được luôn nè. Cái mực nước tầm 2m, 2m rưỡi nước cho đợi là anh em đánh ok nha, bao anh em xài. Đó, tiền nào cũng lấy ha. Thì đây là chúng là cũng là khách quen hết nha anh em. Hai cái máy này đều là khách quen quay lại mua hết nha. Đó. Đánh hiệu quả rồi anh em giới thiệu thêm cho người nhà của anh em nữa ha. Cảm ơn anh em đã quan tâm ủng hộ máy và có giới thiệu thêm. Xin chân thành cảm ơn anh em mình nha. Thì đây nội thất bên trong máy đây, thì những anh em là chưa được biết dòng máy bên anh em có thể tham khảo nha. Thì thiết kế rất tỉ mỉ cho anh em mình, phết lưng đồng. Thì nhôm làm nhôm 2 tầng cho anh em mình ha, xài bền bỉ mắc máy. Thì biến áp là biến áp E4220 ha. Đây là một cái lỗ cảm. Còn đây hai tụ bấm đầu ra và hai cái tụ lọc nguồn ha. Còn đây tụ hai lọc nguồn đầu vào, đây hai tụ lọc nguồn đầu ra ha. Thì máy thiết kế rất là tỉ mỉ trang chút cho anh em mình ha. Thì máy có họ tụ tính năng đầy đủ nha anh em, như là chống kẹp ngược, chống chập vợt ha, chống quá tải quá dòng và chống giật cò bóp cho anh em mình luôn ha. Rồi bây giờ xin đóng nắp lại và giới thiệu sơ lược một vài cái nữa là mình test máy cho anh em mình ha. Nói chung là test máy cho anh em mình, những anh em khác để tham khảo thôi, còn hai anh chủ nhân máy thì đã biết bên ngoài khách quen rồi, anh đã biết bên em là tin tưởng quay lại ủng hộ ha. Thì hỗ trợ cho hai anh là mỗi anh là một dây cò bóp dài 4m và dây cò bóp dài 3m ha. Thì cho anh có nhu cầu dài 4m nè, nên cho anh nhớ là Đồng Nai ha. Tại anh đi nói để cái vỏ hơi dài để máy phía sau á, nên hỗ trợ cho anh dây cò bóp dài chút xíu. Đó, nó là nhu cầu riêng của anh em. Còn bình thường thì em tặng kèm là 3m, nếu anh em có nhu cầu ít hơn hoặc là dài hơn thì em vẫn đáp ứng cho anh em mình nha. Chỉ một hai miếng dây không thành vấn đề đâu anh em ơi. Còn bên em bán máy thì bán theo giá trị máy, bán chất lượng máy ha, không có bán kiểu đếm con tính tiền nha, không có đếm linh kiện tính tiền. Thì nói chung tiền nào của nấy, thì cam kết cho anh em là con máy xứng đáng đồng tiền bát gạo anh em bỏ ra ha. Thì anh em đánh nếu không á thì bên em nó có chính sách hậu mãi cho anh em đầy đủ ha, nó bảo hành bảo dưỡng và bảo trì rất ok cho anh em mình ha, không phải là bán rồi anh em có bảo hành này kia các thứ ha. Đó. Còn trong trường hợp là anh em nó cung cấp nguồn nước mà nhiều khi không chính xác á, là em gửi máy về cho anh em mình đánh khi nó không đạt không hiệu quả thì mình triển khai cái phương án khác, là mình sẽ chuyển khai sang một cái dòng máy khác cho anh em mình cho nó phù hợp và cái nhu cầu điều kiện nguồn nước, thí dụ vậy đó, lỡ anh em có báo sai á đó. Còn em làm chung là mình hỗ trợ qua lại với nhau, nếu không vừa lòng thì có thể em có thể thu máy lại cho anh em mình và hoàn thiện cho anh em mình đó. Nếu mà kinh nghiệm của em kém và tay nghề em không đủ đáp ứng cho anh em mình thì lúc đó thì có thể mình trao đổi thương lượng với nhau, thì có thể mình chung là cùng đường. Nói chung là không còn hướng giải quyết nào cho anh em nữa thì em có thể sẽ thu máy cho anh em mình, chứ không phải là bán máy rồi là xong nha anh em. Nói chung là đây bên em thì làm ăn quan trọng là uy tín và chất lượng ha. Thì hiệu quả hay không và chất lượng hay không thì anh em có thể tham khảo và nhật ký Zalo hoặc là trên trang đó. Đó thì cách phản hồi lại đó như thế nào anh em cũng đã biết ha. Nếu có theo dõi là biết liền. Nếu không có đạt không hiệu quả thì như hai anh này nè, nếu không có hiệu quả thì anh đâu có giới thiệu thêm đâu. Giới thiệu mà đánh máy tàu lao mới giới thiệu về mang tiếng hay chi đó. Rồi đây thì cũng không với nói dài dòng thì cũng chia sẻ cho anh em một số thông tin vậy thôi, còn anh em nào có quan tâm thì cứ alo ha, cứ tin tưởng thì cứ alo cho anh em. Thì mặt trước máy đây anh em, mặt trước có hai cái cọc khác màu đây, thì cọc giống cọc lo thôi anh em, bên em ghi chữ mát nè, anh em bên tay nghịch nha. Còn bên cọc đỏ này ghi chữ vợt là anh em bên tay thuận, đối với anh đi bộ ha. Còn đi thuyền á thì mình thả đi một vợt rồi đó, thì thả mát thuyền là cọc đen, cọc đỏ thì lắp bên vợt ha. Còn ở giữa này có hai cái một cái núm chỉnh và một cái công tắc nè, có hai cái đây. Thì tần số là núm này
là chỉnh mạnh yếu theo kim đồng hồ, mạnh dần nha và ngược lại yếu dần. Còn công tắc chuyển nhiệt độ đánh lì đánh bông xung trộn xung đó, giới thiệu cho những anh em là chưa được biết nha. Còn mặt sau này nè thì hỗ trợ cho anh em mình là kẹp đồng nguyên chất 100% để 500 bộ sẽ không hết nha. Đây đây hai cọc cùng nào là cò bóp nè, ghi chữ cò bóp đây ha. Nó dây che kẹp nguồn 6 chấm dây to cho anh em mình và dây nguyên chất luôn ha. Rồi hai máy đều thiết kế như nhau ha và cách sử dụng như nhau. Rồi cũng tránh mất thời gian để tranh thủ gói hàng cho anh em mình ha. Chung công việc bây giờ cũng khá bận rộn anh em thông cảm ha, làm video cũng đơn giản thôi. Thì nói dài dòng cũng mất thời gian với lại cũng mất hay ha. Thì anh em có thể phần nào thiếu sót có thể tham khảo vào những video trước giùm em, chịu khó lục những video cũ coi ha. Còn hoặc đây liên hệ trực tiếp cần hỗ trợ thông tin gì đó. Tùy vào nguồn nước thì làm các kỹ thuật khác nhau nha anh em chứ không phải giống nhau nha. Và chọn phương án và chọn những con máy nó phù hợp cho anh em mình. Chứ không phải là thích máy nào mua máy nấy là không đúng nha. Bên em là tư vấn rồi tận tình cho anh em mình. Và làm máy hết mình ha. Chung là giờ vô mùa vô vụ công việc cũng khá nhiều. Những đơn hàng của anh em đặt bên em rồi đó mà lỡ có hơi chậm trễ một hai hôm thì cũng mong anh em vui lòng thông cảm bỏ qua giùm em ha. Em cũng cố gắng hết sức mình anh em ơi ha. Mong anh em thông cảm cái vấn đề lỡ có chậm trễ thôi ha. Rồi chuyển qua chế độ đánh bơm xung trộn xung nha, đánh test bơm xung trộn xung trước nha. Đây tăng giảm màn số nha anh em, nói maximum nha. Dòng này bao anh em đô phi luôn nha, bao đánh cấp tổng hợp không kén cá gì hết nha. Bật qua đánh lì nè, giảm màn số nè. Rồi ok nha. Rồi máy đã hoạt động nha. Thì hôm nay thì đáng lý ra thì trả hàng là cho ba chủ nhân nha anh em. Thì sáng này có anh Đồng Hương An Giang đến nhà mình nhận cái máy 8 như thế này và cái bình pin, nói chung anh đặt combo đó. Thì anh đến nhà anh nhận rồi, cũng vừa giao xong lúc sáng này. Thì anh em có cần máy, cần pin gì các thứ thì cứ alo ha. Cần nó pin thì nó nhiều dạng lắm anh em ơi, cần thì cứ alo. Mình tư vấn trao đổi cho nó dễ ha. Rồi, thì test tiếp theo con máy tiếp theo ha. Đây là chế độ trộn xung bơm xung. Là bên đánh tần số thấp nha, tăng tần số lên nè. Nên dẫn theo kim đồng hồ là mạnh dần nha, còn ngược lại là yếu dần. Nói chung là máy điện tử thì hầu như thị trường thì máy nào cũng vậy. Cứ quặn theo kim đồng hồ là mạnh dần đó, còn ngược lại là yếu ha. Nói chung là tùy cơ ứng biến, tùy vào mặt cá, mực nước và loại cá mình bắt á. Đó, thì mình đánh có kỹ thuật khác nhau để cho nó phù hợp với cá rút nổi đẹp lên bên kênh về giọt ha. Thì đối với máy bên em á, là bên em cứ yên tâm sử dụng mà về cái độ chất lượng ha và cái độ bền của máy anh em cứ yên tâm xài. Mà anh em đánh hiệu quả thì anh em phải đáp ứng đủ nhu cầu cho con máy nó bật điện hoạt động nha anh em. Nói chung là điện cấp đầu vào ổn định và điện ra ổn định, ổn định đầu ra, tất nhiên là cái đường dây điện là phải ok nha, không mà được gãy, không được dây thúi, dây cũ nên anh em có thể thay thế nha. Nói với lại mình chỗ điểm tiếp xúc giọt anh em hàng vô chắc chắn 100% giùm em, nó hiệu quả nó mới cao. Chứ anh em mà hàng sơ sơ, quán sơ sơ thì hiệu quả nó cho hiệu quả sơ sơ cho anh em mình luôn. Anh em phải hiểu vấn đề đó nha. Nhiều khi anh em về quán cái giọt nhìn nói chung là thấy nói chung nó tệ lắm anh em ơi. Một số người làm cứ nghĩ là nó đơn giản. Cái giọt mà quán có 1-2 vòng cái anh quen quán băng keo lại cái giòi á. Đi 1-2 bữa nó xét xẹt chỗ đó rồi. Ô siêu quá đó nè, vậy nó không dẫn điện tốt cái đánh không hiệu quả. Nó anh em mình phải làm cho nó, nói chung làm đâu cho nó chỉnh chu, hoàn chỉnh cái đó thì hiệu mình làm nó hiệu quả mới cao được nha. Rồi cũng tâm sự với anh em một số vấn đề và test máy xong ha. Đó. Và anh em nào có yêu quý, đừng quên bấm đăng ký chia sẻ kênh ủng hộ mình nha. Thì anh em nào có muốn mua thì cứ alo trực tiếp sẽ hỗ trợ thêm cho anh em mình. Và những đơn hàng anh em đã đặt qua em rồi, khi nào hoàn thiện sẽ trả hàng cho anh em mình nha. Rồi, một lần nữa xin trân trọng kính chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào những video, những máy tiếp theo anh em nha.